Đây là khung cảnh các gian hàng tham gia triển lãm quốc tế ngành công nghiệp dệt may, thiết bị và nguyên phụ liệu đang diễn ra tại Hà Nội. Chúng tôi phải tìm đỏ mắt mới thấy một doanh nghiệp của Việt Nam. Đứng giữa hàng chục doanh nghiệp nước ngoài, doanh nghiệp này sản xuất quạt làm mát trong nhà máy may. Dù đã có thâm niên 10 năm nhưng họ vẫn gặp khó khi huy động vốn. Cần một số lượng vốn lớn ấy, thì ngân hàng thì cũng phải tài sản thế chấp, thì mình cũng không thể vay một lúc mà được nhiều vốn, mà chỉ vay một cái khoản vốn tương ứng với cả cái điều kiện của mình thôi. Để giải quyết khó khăn trên, ngoài việc huy động vốn qua kênh ngân hàng, các doanh nghiệp có thể lên sàn để huy động vốn. Phát hành cổ phiếu theo mình là cái nguồn cơ bản, bởi thứ nhất là nó vừa tận dụng được nguồn lực từ xã hội mà lại vừa đi vào vốn chủ sở hữu. Thế như vậy nó sẽ giúp cho doanh nghiệp có cái cơ cấu nguồn vốn, thứ nhất là huy động dồi dào từ thị trường, thứ hai là nó cơ bản ổn định để giúp doanh nghiệp có thể yên tâm sản xuất kinh doanh mà không bị cái áp lực trả nợ. Còn nếu vay ngân hàng, doanh nghiệp cần được ưu đãi vốn trong dài hạn. Cho vay từ nguồn vốn ngân hàng theo cái chế độ dài hạn với tỷ lệ lãi thấp. Cái này các nước nó làm. Chứ còn nếu như cứ vay trung hạn, vay ngắn hạn mà đầu tư công nghiệp hỗ trợ thì không bao giờ thành công. Đầu tư lớn mà thu hồi lâu là đặc thù khi phát triển công nghiệp hỗ trợ dệt may. Nên trước mắt theo các doanh nghiệp cần thêm chính sách triệt để của nhà nước như miễn thuế đất, miễn thuế thu nhập doanh nghiệp từ 5 năm đến 10 năm. Có như vậy, các doanh nghiệp mới yên tâm đầu tư vào công nghiệp phụ trợ một cách lâu dài với quy mô lớn.